Nếu như các bạn đang cần tìm một sản phẩm laptop vừa nhỏ gọn mà còn vừa phục vụ tốt cho nhu cầu làm việc, học tập cũng như là giải trí thì mình nghĩ các bạn sẽ không nên bỏ qua một sản phẩm mà mình sẽ giới thiệu trong ngày hôm nay. Sẽ giới thiệu đây một sản phẩm mới nhất của Lenovo, đó chính là chiếc Lenovo IdeaPad Flex 5. Và nó hội tụ gần như là đầy đủ các yếu tố cần thiết, chẳng hạn như là mỏng nhẹ nè, cấu hình tốt nè, để làm các tác vụ văn phòng, chơi game nè, và thậm chí là nó có khả năng gập mở lên đến là 360 độ nữa. Rất là tiện lợi, chúng ta có thể làm việc với nhiều kiểu dáng, nhiều tư thế khác nhau. Và mình sẽ không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta cùng nhau đi vào bài đánh giá chi tiết sản phẩm này nhé. Thiết kế bên ngoài của chiếc laptop này khá là đơn giản, với logo Lenovo được làm bằng kim loại nằm ở một góc của sản phẩm nhưng mà vẫn tạo nên sự tinh tế cho máy. Với bề mặt làm kim loại được phủ một lớp màu xám nhám trông rất là sang trọng và đặc biệt là không gây bám vân tay cho người dùng. Máy được thiết kế rất là nhỏ gọn và chắc chắn với trọng lượng chỉ là 1,5kg thôi và độ dày là 20,4mm. Những bạn nào làm việc hay là đi lại có thể cầm nắm chiếc laptop này một cách rất là thoải mái, đặc biệt là các bạn nữ có thể dễ dàng xách bằng một tay, rất là thuận tiện di chuyển. Không những vậy, webcam còn được trang bị công nghệ thin shutter của Lenovo để gạt qua có thể đóng mở camera, tránh cho chúng ta bị các hacker quay lén nè. Các cạnh viền của máy được cắt vuông vức và các góc được bo tròn, tạo cho máy thêm phần chắc chắn cũng như cứng cáp cho sản phẩm. Viền màn hình thì các bạn cũng có thể thấy là khá mỏng, chỉ phần dưới hơi dài một chút thôi. Tuy là màn hình 14 inch nhưng mà chúng ta sẽ thấy không gian hiển thị là vô cùng rộng lớn. Ngoài ra mình đánh giá khá cao về phần bản lề, bởi vì máy được trang bị bản lề bằng kim loại trông rất là cứng cáp và có khả năng gập mở lên đến là 360 độ nữa, sẽ biến nó thành một chiếc máy tính bảng. Ngoài là chúng ta có thể làm việc vừa nằm lên giường vừa làm việc hay là vừa ngồi đặt lên đùi làm việc cũng rất là thoải mái luôn. Về cổng kết nối thì đối với sản phẩm laptop văn phòng thì nó được trang bị khá đầy đủ. Chúng ta sẽ có một cổng sạc nè, cổng HDMI, cổng USB Type-C và một jack tai nghe 3,5mm. Bên cạnh phải chúng ta sẽ có khe cắm thẻ nhớ SD, hai cổng USB-A và cuối cùng là một nút nguồn. Về bàn phím thì bề mặt bàn phím của máy chỉ được trang bị là bằng nhựa thôi nên là chúng ta vẫn sẽ có hơi hiện tượng flex nhẹ nhưng mà không nhiều, cảm giác rất là chắc chắn, hơi xíu flex thôi. Bên cạnh đó nữa thì bàn phím về trải nghiệm mình bấm cảm thấy gõ khá là thoải mái, hành trình phím khá sâu và nó sẽ có khớp sau lần gõ, cảm giác gõ khá là tốt, layout phím cũng hợp lý nữa. Và bên cạnh đó nữa nó cũng hỗ trợ luôn cả đèn nền bàn phím, chúng ta có thể làm việc trong những môi trường thiếu sáng là rất tốt. Bên dưới bàn phím sẽ là trackpad thì theo như mình đánh giá thì khá là tốt khi bề mặt rất là êm ái và không tạo cho chúng ta cảm giác bị giết tay khi chúng ta vuốt hay là sử dụng. Và trên trackpad nó hỗ trợ luôn cả driver position, chúng ta có thể thao tác 2-3 ngón tay mà không cần phải sử dụng đến chuột ngoài. Bên cạnh đó nữa nó còn hỗ trợ luôn cả cảm biến vân tay, chúng ta có thể mở khóa máy một cách nhanh chóng mà không cần phải nhập mật khẩu rườm rà. Về màn hình thì nó trang bị kích thước màn hình là 14 inch, độ phân giải là Full HD và sử dụng tấm nền là TN. Và đặc biệt là đối với sản phẩm mà có khả năng xoay gập lên đến là 360 độ như thế này nữa thì chúng ta sẽ được trang bị luôn cả màn hình cảm ứng, chúng ta có thể thao tác đa điểm bằng ngón tay hoặc có thể bằng bút cũng được nữa. Tuy nhiên thì đối với sản phẩm này thì không được trang bị bằng bút, chúng ta có thể cảm ứng bằng ngón tay mà thôi. Với màn hình Full HD 14 inch thì mình nghĩ đây thực sự màn hình tương đối tốt, chúng ta có thể sử dụng để đọc báo, lướt web hay là xem video trên YouTube cũng khá là ok. Tuy nhiên thì nó được trang bị là tấm nền TN nên là về độ sáng, độ chi tiết cũng như là màu sắc nó không thực sự nịnh cho lắm nên nó sẽ không phù hợp với những nhu cầu đồ họa chuyên nghiệp như là Photoshop, chỉnh sửa ảnh hay kể cả là edit video. Và bên cạnh đó nữa, với tấm nền TN thì nó sẽ cho góc nhìn hơi hẹp, nhưng đây là sản phẩm hướng đến phân khúc người dùng là doanh nhân văn phòng nên là về tính bảo mật là được ưu tiên hàng đầu. Với tấm nền TN thì chúng ta sẽ hạn chế được khả năng bị nhìn lén vào sản phẩm. Bên cạnh đó nữa thì mình nghĩ là nó được trang bị tấm nền gương nên là nó sẽ hơi bị hiện tượng gọi là bóng đèn lóa lên màn hình. Cộng thêm nữa là độ sáng của nó không thực sự cao nữa nên mình nghĩ màn hình của nó chỉ đáp ứng ở mức trung bình rồi thôi. Tiếp theo sẽ là về cấu hình thì nó trang bị là CPU Intel Core i5 Ice Lake thế hệ thứ 10 1035G1, RAM 8GB, SSD 512GB M2 PCI Express và cuối cùng là card đồ họa tích hợp UHD Graphics. Về hiệu năng thì máy đáp ứng rất tốt các ứng dụng văn phòng như là Word, Excel, check mail, lướt web, thậm chí là làm đồ họa. Bên cạnh đó nữa về khả năng giải trí như là chơi game cũng khá là tốt trên sản phẩm này. Mình có chơi thử từ game là Liên Minh Huyền Thoại thì FPS của nó dao động là tầm khoảng là 200 FPS. Tuy nhiên thì ở trong file combat hay là trong lúc giao tranh thì nó sẽ hơi drop xuống tầm khoảng là 80 FPS mà thôi.
Nói chung là đây vẫn là một con số khá là ok đối với sản phẩm laptop văn phòng như thế này. Về khả năng giải trí của nó mình đánh giá rất cao. Bên cạnh đó nữa thì nó được trang bị là ổ cứng SSD, nên là mang lại cái tốc độ khởi động ứng dụng nè, khởi động máy nè, khởi động Windows cũng rất là nhanh chóng và mượt mà. Với RAM 8GB nữa nên là chúng ta có thể đa nhiệm một cách rất là thoải mái. Mình mở gần như là chục tab Chrome, mở 3, 4, là chúng mình 5, 6 ứng dụng liên tiếp vừa song song chạy nhiều ứng dụng nữa mà nó vẫn không hề bị hiện tượng tràn RAM. Thì mình nghĩ về cấu hình của nó đáp ứng khá là tốt cho những tác vụ văn phòng. Về tản nhiệt thì tản nhiệt của máy được bố trí ở phía bên dưới, ngay ở gần bản lề, khá là lớn giúp cho chúng ta có thể tản nhiệt được máy khá là tốt. Quạt tản nhiệt cũng không quá ồn khi hoạt động, và đặc biệt là nhiệt độ khi tỏa ra nó sẽ tập trung ở ngay gần bản lề và nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến khu vực kê tay, bởi vì đây sẽ là nơi mà chúng ta sẽ để tay kê tay lên thường xuyên, nên mình nghĩ là về vấn đề tản nhiệt nó cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm làm việc của mình. Tiếp theo sẽ là về âm thanh. Thì loa của nó được thiết kế trải dài ở hai bên viền bàn phím, với công nghệ âm thanh được tích hợp là Dolby Audio sẽ giúp cho âm thanh người sử dụng xem phim hay là giải trí nghe âm thanh cũng sẽ sống động hơn và loa cũng sẽ to hơn. Cuối cùng là về dung lượng pin. Thì nó được trang bị là viên pin với dung lượng là 52Wh. Mình để độ sáng gọi là mức trung bình 50%, loa cũng 50%, kết nối wifi và làm những tác vụ văn phòng như là Word, Excel, lướt web, check mail hay là kể cả là xem YouTube. Thì thời lượng sử dụng thực tế của nó lên đến là 5 tiếng. Mình nghĩ đây con số khá là tốt. Chúng ta có thể mang lên công ty làm việc cả một ngày dài mà không lo bị hết pin. Sáng mang lên công ty, chiều mang về sạc, và nó là nó đáp ứng rất tốt về trải nghiệm người dùng. Và để tổng kết lại, đối với sản phẩm Lenovo IdeaPad Flex 5 này, mình nghĩ đây là một sản phẩm mang thiết kế hướng đến sự tiện lợi cho người tiêu dùng. Bởi vì sao? Bởi vì nó có thiết kế rất là gọn nhẹ, mình có thể cầm bằng một tay rất là dễ dàng, nó rất nhẹ luôn. Bên cạnh đó nữa, nó được trang bị màn hình cảm ứng, chúng ta có thể bên cạnh thao tác bằng bàn phím, bằng trackpad, chúng ta có thể thao tác bằng cảm ứng như trên smartphone vậy. Bên cạnh đó nữa thì nó cũng được trang bị luôn cả cặp mở 360 độ, chúng ta có thể làm việc với rất nhiều kiểu dáng, nhiều tư thế khác nhau. Và mình nghĩ về tính tiện lợi cho người dùng thì nó sẽ đạt gần là 10 trên 10 điểm. Bên cạnh đó nữa, về loa, nó cũng được thiết kế rất là hay. Khi mà dải loa được đặt ở ngay trên bề mặt bàn phím, chúng ta có thể nghe âm thanh một cách to, rõ. Bên cạnh đó nữa, với công nghệ Dolby Audio sẽ tích hợp mang lại trải nghiệm âm thanh cũng nghe được hay hơn, sống động hơn. Tuy nhiên về nhược điểm của sản phẩm này, mình nghĩ đó chính là về màn hình. Trên trang bị tấm nền là TN thôi nên là góc nhìn hơi hẹp. Còn lại mọi thứ quá là hoàn hảo, từ pin về loa về mọi thứ về thiết kế, quá là tuyệt vời rồi. Và đó là những quan điểm của mình, các bạn nghĩ sao về sản phẩm này? Các bạn có thực sự thích nó hay không? Hãy nhớ để lại phần comment bên dưới nha. Và đừng quên nhớ bấm like, share, subscribe kênh Thế Giới Laptop. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.